Và để mở đầu chương trình ca nhạc trong buổi tối ngày hôm nay thì Quang Đạt sẽ gửi một bức thông điệp tới chú rể của dâu, truyền cảm hứng cho đêm nhạc với tất cả vị khách bằng một sáng tác của nhạc sĩ Phú Quang, ca khúc Điều Giản Dị. Xin mời quý vị cùng lắng nghe. Xa em, anh càng thấy
xa em. Anh càng thấy